Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trong video này, em xin phép cập nhật cho anh em cái chương trình bán hàng của chiếc Toyota Veloz Cross. Toyota Veloz Cross là mẫu xe 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander. Veloz Cross có 2 phiên bản cho anh em lựa chọn, cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Toyota Veloz Cross bản thường. Phiên bản thứ hai đó là Toyota Veloz Cross bản top. Tại thời điểm hiện tại, khi mà Mitsubishi Xpander đang phải ký chờ xe thì Toyota Veloz vẫn có xe giao cho anh em tùy từng màu và tùy từng phiên bản. Cụ thể phiên bản có thể có xe giao cho anh em đó là Toyota Veloz Cross bản thường, còn bản top thì hiện tại vẫn phải chờ. Nhưng tại thời điểm này trong tháng 8, giá xe Toyota Veloz Cross đã có sự thay đổi. Cụ thể giá bán đã tăng thêm 10 triệu cho cả hai phiên bản. Không có chuyện giảm giá trong tháng Ngâu đâu ạ. Và với cái giá bán như vậy thì cái chương trình bán hàng của hai phiên bản Veloz như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là Toyota Veloz Cross bản thường. Giá niêm yết trước đây của nhà máy là 648 triệu và giá bán tại thời điểm tháng 8 này, giá niêm yết đã tăng thêm 10 triệu. Anh em lưu ý, tăng thêm giá niêm yết có nghĩa là tăng từ nhà máy luôn đấy ạ. Giá bán cho anh em là 658 triệu. Và với cái giá bán tăng thêm 10 triệu thì chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương bây giờ sẽ thay đổi như sau. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội thì sẽ là 758 triệu. Anh em nào đăng ký biển Sài Gòn sẽ là 744 triệu. Anh em nào đăng ký biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 738 triệu. Và anh em nào đăng ký biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 725 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc cho xe 7 chỗ, lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác, anh em lưu ý cho em. Và showroom của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Còn những anh em ở miền Nam hay là miền Trung thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với showroom gần anh em nhất. Anh em cân đối cái giá em đưa ra và đàm phán với showroom tại nơi anh em mua xe làm sao được cái giá nó phù hợp. Và anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh mà đầy đủ những cái thông tin em liệt kê thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho chi tiết cho từng anh em. Và đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp áp dụng tại showroom bên em, và tại thời điểm này anh em được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là 559 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Và với gói vay 8 năm thì em xin phép tính gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 9,7 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,8 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần đi bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi qua Zalo hoặc tin nhắn Facebook cho cá nhân từng anh em để anh em tham khảo. Anh em có thể nhìn vào cái bảng kê đó, anh em có thể tính ra được là tổng cái số tiền lãi trong suốt quá trình anh em vay cũng như là hàng tháng anh em phải trả bao nhiêu tiền. Có một lưu ý em muốn chia sẻ đến những anh em nào đang có nhu cầu vay vốn, đó là tại thời điểm này hầu như là toàn bộ hệ thống ngân hàng đều hết room. Chính vì vậy anh em muốn vay được ngân hàng tại thời điểm này, hầu như anh em phải mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Anh em lưu ý cho em cái vấn đề này. Với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 198 triệu. Trường hợp anh em ở Sài Gòn sẽ là 185 triệu. Trường hợp anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 179 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 166 triệu. Vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Toyota Veloz
bản thường năm đầu trị giá là 9,2 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom bên em. Và tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em ở xa hay là ở gần, anh em có nhu cầu mua trả góp thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ kê cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói, anh em chỉ việc đi bấm biển thôi. Và tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là Toyota Vios Cross, bản top, bản cao cấp nhất. Trước đây giá niêm yết của nhà máy là 688 triệu. Và tại thời điểm tháng 8 này, trong tháng ngâu này, giá xe đã tăng thêm 10 triệu. Anh em lưu ý, tăng giá niêm yết có nghĩa là tăng từ nhà máy luôn đấy ạ. Và cụ thể giá bán cho anh em là 698 triệu. Với giá bán như vậy thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương, nếu anh em mua xe về, anh em tự mình đi làm thủ tục đăng ký, chi phí lăn bánh sẽ như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 802 triệu. Anh em ở Sài Gòn sẽ là 789 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 783 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 769 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác, anh em lưu ý. Những anh em nào mua trả thẳng thì bảo hiểm thân vỏ anh em có thể là tùy chọn, đồng thời anh em có thể là tự mình đi đăng ký đăng kiểm. Không bắt buộc là anh em phải sử dụng dịch vụ trọn gói của showroom đâu. Anh em bỏ chút thời gian ra và tự mình đi làm để trải nghiệm những cái thủ tục hành chính và cũng là để tiết kiệm những cái chi phí phụ phí. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Toyota Vios Cross bản top tại thời điểm này và áp dụng tại showroom BM, anh em được vay ngân hàng tối đa là 593 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng em đã tính cho anh em cụ thể như sau. Tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 10,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,1 triệu, lãi suất hàng tiên là 4,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với gói vay tối đa này thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em khi mà anh em mua chiếc Toyota Vios Cross bản top. Cụ thể anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 209 triệu, anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 195 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 190 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 176 triệu. Đồng thời anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ vì anh em mua trả góp và năm đầu bảo hiểm thân vỏ trị giá là 9,7 triệu. Năm thứ 2 trở đi nếu anh em còn vay ngân hàng thì lúc đó anh em vẫn sẽ còn phải bắt buộc mua bảo hiểm thân vỏ, nhưng giá trị bảo hiểm thân vỏ nó sẽ thấp hơn theo từng năm. Đồng thời anh em nào ở Hà Nội hay là các tỉnh phía Bắc thì sẽ bắt buộc phải sử dụng cái dịch vụ đăng ký xe trọn gói tại showroom bên em. Nhân viên bên em sẽ đi làm hết thủ tục cho anh em chỉ việc đi bấm biển số thôi. Và cụ thể cái chi phí trọn gói như thế nào thì tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em ở đâu thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ kê cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình. Phần tiếp theo đó là về nguồn cung hàng hóa của hai phiên bản Vios tại thời điểm này. Đối với bản Vios thường, anh em nào đang có nhu cầu lấy màu gì thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ kiểm tra kế hoạch xe tại thời điểm đó. Có xe giao ngay hoặc khi chờ em sẽ báo cho anh em. Còn đối với những anh em nào có nhu cầu lấy bản Vios bản top thì tại thời điểm này em nhận kỳ chờ giao xe tháng 10, tháng 11 dương. Anh em lưu ý cho em. Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì giấy tờ anh em cần phải chuẩn bị cho em những giấy tờ sau. Áp dụng đối với những anh em mua xe đăng ký biển cá nhân thì anh em cần chuẩn bị cho em là chứng minh thư sổ khẩu, hai cái giấy tờ này. Bây giờ thì nếu anh em nào mà có cái căn cước công dân gắn chip rồi thì không cần nữa. Thứ hai đó là giấy phép đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân. Thứ ba đó là giấy tờ chứng minh nguồn thu. Trong trường hợp anh em nào mà kinh doanh tự do không có nguồn thu thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ tư vấn để anh em vay được ngân hàng. Và tại thời điểm này em có nhận hỗ trợ những anh em nợ xấu, anh em lưu ý cho em, nhưng tỷ lệ thành công nó chỉ có khoảng 10-20% tùy thuộc vào cá nhân của từng anh em. Thì anh em nào thuộc diện nợ xấu mà muốn mua xe thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ cho từng anh em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của hai phiên bản Toyota Vios Cross tại thời điểm tháng 8 này. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là chiếc Toyota Vios nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.